Xin chào các bạn tới với chuyên mục điểm tin sự kiện chính tuần qua của AutoPro. Vâng, có lẽ không cần nói nhiều thì sự kiện nóng nhất tuần qua chắc chắn phải kể tới sự ra mắt của Mercedes-Benz S-Class thế hệ hoàn toàn mới. Một công cuộc lột xác cũng như định nghĩa lại phân khúc xe sang với thiết kế nội thất choáng ngợp bởi các cụm màn hình. Song, giá bán là điều chưa được tiết lộ, chỉ biết rằng xe sẽ được mở bán tại phần lớn các thị trường toàn cầu trong nửa đầu 2021. Để khám phá chi tiết hơn, các bạn có thể nhấn thêm vào đường link phía bên trên nhé. Tiếp theo, Peugeot 3008 và 5008 đồng thời được trình làng phiên bản facelift với thiết kế nanh sư tử mới lạ, có sự thay đổi ở một vài chi tiết ngoại thất. Song, thiết kế nội thất 5008 sử dụng chung cách bài trí thuộc thế hệ iCockpit mới nhất với bộ đôi màn hình 10 inch chính giữa và 12,3 inch bên trái táp lô. Bên dưới là dàn phím vật lý để điều chỉnh radio, điều hòa, điện thoại cũng như các tính năng định vị và giải trí. Những nâng cấp công nghệ này đều nhằm tập trung đối đầu với đối thủ Hyundai Santa Fe. Tuy nhiên, giá bán của mẫu xe này cũng chưa được tiết lộ. Tiếp theo, người đàn em trong bối cảnh phải cạnh tranh với hàng loạt đối thủ cũng sừng sỏ không kém. Ví dụ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson cũng đã cho ra mắt bản facelift. Thiết kế ngoại thất của Peugeot 3008 có nhiều điểm tương đồng với người Anh 5008. Trong đó, xe cũng được bổ sung thêm nhiều màu sắc mới. Bước chân vào nội thất, chào đón người dùng mới sẽ là màn hình trung tâm với kích thước 10 inch, hay hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto song song, cùng dàn phím trang nhã cho hệ thống radio, điều hòa, định vị vệ tinh. Về động cơ, Peugeot 3008 ở lần facelift này giữ nguyên các tùy chọn xăng, dầu sẵn có ở bên cạnh hai dòng hybrid cải tiến là 300 và 225. Tiếp đến, một sự kiện cũng đáng được quan tâm khác, đó là sự ra mắt của mẫu siêu xăng Rolls-Royce God thế hệ mới. Sau 10 năm, đây mới là thế hệ thứ 2 của dòng sản phẩm này. Và dĩ nhiên, bóng ma mới có quá nhiều nâng cấp về thiết kế, trang bị và công nghệ. Trong đó, mẫu xe mới này cũng dùng chung hệ thống nền tảng bằng chất liệu nhôm giống với hai người đàn anh là Phantom và Cullinan. Ngoài thiết kế mới cũng như kích thước được nới rộng hơn, cụm đèn chiếu sáng này cũng được chuyển sang dạng laser kết hợp LED. Bước vào bên trong nội thất, sự xa hoa vẫn hiện diện ở đây, không có nhiều sự khác biệt về thiết kế so với thế hệ trước, nhưng được tinh chỉnh để trở nên trau chuốt, hiện đại hơn. Ngoài ra, hệ thống âm thanh cũng được cải tiến để mang tới trải nghiệm tốt hơn dành cho chủ nhân của Rolls-Royce God 2021. Cuối cùng, hệ thống giảm xóc trên God 2021 cũng là một nâng cấp đáng chú ý khi có khả năng thích ứng treo bề mặt đường. Dự kiến, Rolls-Royce God 2021 sẽ được mở bán tại thị trường Mỹ với mức giá $332,500. Và để kết thúc video, sự kiện đáng chú ý của tuần qua phải kể tới sự ra mắt của Hyundai Kona 2021. Đây là phiên bản facelift của mẫu SUV hạng B Hàn Quốc với khá nhiều thay đổi, nhưng tập trung nhiều nhất là ở công nghệ. Về mặt thiết kế, chúng ta dễ dàng nhận ra sự thay đổi từ bộ mâm mới, cụm đèn chính cũng được làm lại cùng lưới tản nhiệt thiết kế mới. Tương tự, cụm đèn hậu và cản sau cũng được trau chuốt hơn, giao diện LED hậu mảnh hơn. Nội thất xe cũng có nhiều điểm mới hấp dẫn, đồng hồ phía trước vô lăng đổi sang dạng kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí trung tâm kích thước tới 10,25 inch có chức năng chia nhỏ giao diện, phanh tay cơ đổi sang loại điện tử. Xong, thay đổi lớn nhất trên Kona phải kể tới động cơ, khi Kona 2021 bản cao cấp được trang bị máy tăng áp 1,6 lít Smart Stream công suất 194 mã lực kết hợp với số tự động 7 cấp ly hợp kép, có hai tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc bùng bánh toàn thời gian. Ngoài ra, mẫu xe này còn có thêm loại động cơ hybrid nhẹ kết hợp máy dầu với motor 48V cho công suất 134 mã lực, hộp số ly hợp kép 7 cấp hoặc số sàn 6 cấp, một bản hybrid nữa kết hợp máy xăng tăng áp 1,6 lít với motor điện cho công suất 138 mã lực. Bản tiêu chuẩn cũng là một động cơ hybrid nhẹ với máy xăng 1 lít tăng áp Smart Stream kết hợp motor điện 48V. Dự kiến, Hyundai Kona facelift sẽ bắt đầu ra showroom tại châu Âu từ cuối năm 2020 và nhiều khả năng cũng sẽ được mang về Việt Nam vào đầu năm tới. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng điểm qua sự kiện ra mắt xe trong tuần qua. Các bạn nghĩ sao về những mẫu xe này? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Và subscribe để đón xem những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.